bà thì chọn tổng như thế nào cho đẹp? Thứ nhất, ảnh cưới kiểu chân dung. Kiểu chụp ảnh này rất là đơn giản. Đa số thì mình thấy là chỉ tập trung vào phần khuôn mặt và giữa thân thể của dâu rể thôi nè. Thứ hai, ảnh cưới kiểu truyền thống. Mấy bà có thể khoác tay, đứng thẳng sang trọng, hoặc một người ngồi, một người đứng trên phong trơn, đơn giản tại studio hoặc là phim trường. Thứ ba, ảnh cưới kiểu hiện đại. Theo tôi thấy thì ảnh cổng này đang được rất là nhiều dâu rể lựa chọn. Ảnh cổng đám cưới hiện đại gần như là không gò ép cô dâu hay chú rể vào bất kỳ một khuôn khổ nào cả. Ảnh cổng sau khi chụp về thì ngoài việc là trưng bày tại đám cưới của bạn, sau đó sẽ trưng bày tại phòng ngủ dâu rể suốt khoảng thời gian còn lại luôn, nên vì thế bạn có thể thoải mái thể hiện cảm xúc trước ống kính của máy ảnh và chọn tùy ảnh mình thích nha. Cuối cùng, ảnh cưới ngoại cảnh, một cuộc xếp lãng mạn tự nhiên hoặc là nhí nhảnh vui tươi, tương tác ở ngoài trời hay là hòa mình với thiên nhiên thì rất đáng nên thử nha mấy bạn. Kiểu ảnh này sẽ mang lại nhiều cảm giác gần gũi và chân thật hơn. Nhưng kiểu ảnh cổng mà tôi nêu ở phía trên thì mấy bạn còn có tiêu chí chọn ảnh cổng nào khác không nè? Nếu có, hãy comment ngay bên dưới để cho mọi người cùng biết nhé.